Kiên Giang các bạn nhé. Và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để đón chào các bạn đến từ đội văn nghệ nào các bạn ơi. Một tràng pháo tay nào. Ngàn đi qua lỡ đâu, buổi hôm mình đã gió đặt cà phê tôi đó, cảm thấy mọi người đang theo đôi bàn chân. Ngàn đi qua lỡ đâu, nhiều anh hay đứng đó, đứng đó, đứng đó. Đặt cà phê tôi luôn, cảm thấy mọi người đang theo đôi bàn chân. Đang là siêu dài như lan mây, qua ngã tư này, mắt về đây, mùa thu lá phơi đầy. Biết bao anh cà phê đi tách rơi, từng ngày trông mong dáng em. Vì nụ cười đó là như hoa cười, vì một làn tóc là như tuyệt vời. Nhìn ra nơi qua đi, từng ngày, chỉ theo từng giờ, để chụp ảnh lưu niệm, đặc biệt là gian hàng của khoa kinh tế luật nha. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.